Hôm nay ngày mùng 6 Tết cũng là ngày chính thức khai hội chùa Hương. Thế nhưng mà bắt đầu từ hôm qua thì đã có rất là nhiều lượt du khách đến với chùa Hương. Theo thống kê đến thời điểm này thì trong ngày khai hội ngày hôm nay đã có khoảng gần 50.000 lượt du khách đến tham dự ngày lễ khai hội. Và ngay lúc này thì trên dòng suối Yến, như quý vị có thể thấy là đang có rất là nhiều những chiếc đò chở các du khách đến địa điểm để tổ chức lễ hội. Những chiếc đò năm nay thì đã được ban quản lý sơn màu xanh cũng như là đánh số để dễ dàng quản lý cũng như là đảm bảo an toàn trật tự trên dòng suối Yến. Hiện tượng sử dụng đò máy thì cũng đã được ban quản lý nghiêm cấm để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Năm nay thì cũng là một năm rất là đặc biệt đối với khu di tích chùa Hương, bởi vì đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định là trở thành di tích đặc biệt cấp quốc gia. Bởi vậy cho nên là công tác quản lý được tổ chức hết sức chặt chẽ nhằm mang đến cho những du khách một mùa lễ hội thực sự đáng nhớ.